Bồ Tát đem căn lành tu tập bố thí kinh đồ thành lớn hồi hướng cho chúng sinh như sau. Như lời Ngài nói, tôi nguyện cho tất cả chúng sinh đều có thể dùng công đức của Ngài tu trang nghiêm vô lượng vô biên cõi nước, nhiều như số hạt bụi, đem những cõi nước thanh tịnh đó dâng cúng cho các đức Phật để làm đạo tràng hoàng pháp lợi sinh. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh ưa xa lìa thành thị, ở nơi rừng núi thanh tĩnh vắng lặng tu tập phạm hạnh, chẳng tùy tiện đi du hành khắp nơi. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đừng ở nơi đô thành của vua và trong khu trung tâm thành phố hoặc là thị trấn lớn đông đúc dân cư, vì những nơi phồn hoa đó làm nơi ô uế tạo nghiệp, dễ khiến cho người đọa lạc. Cho nên Bồ Tát không muốn cho chúng sinh dính nhiễm nghiệp ác, mà muốn chúng sinh hiểu được tâm ưa thích sự vắng lặng, có thể đắc được trí huệ thanh tịnh rốt ráo. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh vĩnh viễn không chấp trước và tất cả hư huyễn danh văn lợi dưỡng, vinh hoa phú quý, vợ con tiền tài, hưởng thụ vô thường của thế gian. Đối với những lời lẽ a dua xiểm định của thế gian, phải xa lìa đừng nghe đừng thấy, vì những lời lẽ ngon ngọt dễ nghe đó đều dẫn dụ con người đi hướng về con đường ác. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được tâm biết đủ, được an vui, chẳng có tham dục, không tham cầu, thì càng ưa thích bố thí, đem hết thảy bố thí cho người mà chẳng sinh tâm hối tiếc. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh để tâm thoát khỏi nhà thế tục, có thể xả bỏ vợ con tài sản danh lợi, phá tan công cùng chướng ngại vô hình. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh để tâm không tham sèn, thường bố thí cho chúng sinh. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh để tâm không chấp trước đối với câu bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại của thế gian, hay nói không coi là quá nghiêm trọng, vì nó làm chướng ngại trí nguyện xuất gia vô thượng, và còn có thể dùng thân tâm thanh tịnh hướng đạo dũng cảm để khỏi truyền thống nối dõi tông đường của pháp thế tục gia đình. Tục ngữ có nói, nhất tử thành Phật, cửu tộc thăng thiên, thậm chí gà chó ở trong nhà cũng đều theo sinh về trời. Đó chẳng hơn là hiếu đạo, nối dõi tông đường chăng? Lại nguyện cho tất cả chúng sinh thoát khỏi tất cả thống khổ, trừ diệt hết mọi tai nạn, họa hạn, sợ hãi. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh có thể cúng dường đồ trang nghiêm tốt đẹp, nghiêm tịnh tất cả thế giới trong mười phương, dâng cúng cho các đức Phật trong mười phương. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí kinh đô, vì muốn khiến cho chúng sinh đều hoàn thành trang nghiêm thanh tịnh cõi nước của các đức Phật. Phật tử Đại Bồ Tát đem hết thảy tất cả quyến thuộc trong cung, các thiếu nữ hầu hạ đều xinh đẹp đoan chánh, tài năng đầy đủ, cười nói ca múa thảy đều khéo léo. Các thứ y phục, các thứ hương hoa dùng để nghiêm thân, ai thấy cũng đều hoan hỉ. Tình không nhàm đủ, nữ báo như vậy, trăm ngàn vạn ước na do tha số, đều do nghiệp thiện của Bồ Tát sinh ra, tùy ý tự tại, kính thuận không lỗi lầm. Thầy đều đem bố thí hết cho những người đến xin, mà tâm không lưu luyến, tâm không đam mê, tâm không ràng buộc, tâm không chấp lấy, tâm không tham nhiễm, tâm không phân biệt, tâm không đuổi theo, tâm không thủ tướng, tâm không dục lạc. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát bố thí kinh đô ngôi vua rồi, hiện tại Ngài lại bố thí hết thảy quyến thuộc ở trong cung, gồm Hoàng hậu, Phi Tần, Thái tử, Công chúa và những tỷ nữ ca múa kỹ nhạc. Những người nữ đó dung mạo đều xinh đẹp đoan chánh hơn người, tài năng đều đầy đủ, nói cười phong nhã, ca múa tuyệt luân. Quần áo y phục rất đẹp, hoa quý hương thơm dùng trang nghiêm thân, khiến cho ai thấy được cũng đều sinh tâm hoan hỉ, không khi nào nhìn chán. Nữ báo như vậy có nhiều hàng trăm ngàn vạn ước na do tha, đều do phước báo nghiệp thiện của Bồ Tát tích lũy nhiều đời nhiều kiếp sinh ra. Họ cũng rất an tưởng tự tại, sống rất tự do. Đối với người lớn, họ rất kính trọng thuận theo, chưa từng phạm chút lỗi lầm nào. Bồ Tát đem hết những người nữ đó bố thí cho những người đến xin. Khi Bồ Tát quyết tâm bố thí cho người thì tâm không lưu luyến mà xả bỏ không được, tâm không đam mê, tâm không bị ràng buộc, tâm không chấp trước buông xả không đặng, tâm không tham dục nhiễm ô, tâm chẳng phân biệt thương ghét, tâm chẳng đuổi theo, tâm chẳng chấp lấy tướng, tâm không dục lạc. Bấy giờ Bồ Tát quán các căn lành vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh đều được thoát khỏi mà hồi hướng, được vui trong Phật Pháp mà hồi hướng, nơi không kiên cố được kiên cố mà hồi hướng, được trí kim cang tâm không thể hoại mà hồi hướng, vào đạo tràng Phật mà hồi hướng, đến được bờ bên kia mà hồi hướng, được tâm vô thượng Bồ Đề mà hồi hướng, hay dùng trí huệ thấu đạt các pháp mà hồi hướng, sinh ra tất cả căn lành mà hồi hướng, vào nhà các đức Phật ba đời mà hồi hướng. Đại Bồ Tát tu bố thí, lúc đó Ngài tư duy kỹ càng, quan sát tất cả căn lành, khảo lự vì chúng sinh mà hồi hướng. Do đó trong tâm Ngài
lập ra 10 mục tiêu vì chúng sinh hồi hướng. 1. Hy vọng tất cả chúng sinh đều được thoát khỏi ba cõi, chấm dứt sinh tử. 2. Hy vọng tất cả chúng sinh đều được niềm vui tràn đầy trong Phật Pháp. 3. Hy vọng tất cả chúng sinh minh bạch đạo lý việc đời vô thường, hư huyễn, không có chủ. Trong quá trình sinh tử vô thường không kiên cố, tu học Phật Pháp, được Pháp tánh thân kiên cố vĩnh hằng. 4. Hy vọng tất cả chúng sinh được trí huệ kim cang bát nhã thủ thắng và tâm không thể bị phá hoại. 5. Hy vọng tất cả chúng sinh đều được nghe Pháp ở trong đạo tràng của Phật. 6. Hy vọng tất cả chúng sinh đều được lên bờ Niết Bàn bên kia. 7. Hy vọng tất cả chúng sinh được tâm vô thượng Bồ Đề giác đạo. 8. Hy vọng tất cả chúng sinh dùng trí huệ kim cang thấu đạt thật tướng lý thể của các Pháp. 9. Hy vọng tất cả chúng sinh sinh tu các Pháp môn Bồ Tát Đạo, nhờ đó mà sinh ra tất cả căn lành. 10. Hy vọng tất cả chúng sinh tu hành viên mãn, đầy đủ các công đức được sinh vào dòng dõi của các Đức Phật ba đời, vào giống tánh Phật được thành quả Phật. Bồ Tát căn cứ 10 điều này mà vì chúng sinh hồi hướng. Phật tử Đại Bồ Tát trụ nơi Pháp như vậy được sinh vào nhà Như Lai, tăng trưởng nhân thù thắng thanh tịnh của các Đức Phật, sinh ra nhất thiết trí đạo tối thắng và sâu trí nghiệp rộng lớn của Bồ Tát, diệt trừ tất cả phiền não trần cấu của thế gian, thường cúng dường bố thí công đức ruộng phước, vì các chúng sinh tuyên nói diệu pháp, khéo léo an lập, khiến cho họ tu tập các hạnh thanh tịnh, thường xuyên nhiếp lấy tất cả các lành. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát, thân tâm của Ngài luôn luôn đều huân đúc ở trong Phật Pháp Đại Thừa Vô Thượng, cho nên Ngài thành tựu giống Phật, sinh vào trong dòng dõi của Phật, mắt thấy phước đức thù thắng vi diệu của Phật, tăng trưởng nhân tố tối thắng nghiệp thiện thanh tịnh của Bồ Tát, mà sinh ra đạo trùng trùng trí huệ tối thù thắng, vào sâu trí huệ rộng lớn của Bồ Tát, đương trí hành tất cả nghiệp thiện, diệt trừ vô lượng trần cấu và phiền não của thế gian, biết phải thường thường cúng dường tam bảo, khắp hành bố thí, cứu tế chúng sinh cô nhi nghèo khổ, tu công đức lành trở thành ruộng phước cho chúng sinh gieo trồng, lại vì chúng sinh diễn nói diệu pháp của các Đức Phật nói, dùng pháp môn phương tiện khéo léo an ủi tất cả chúng sinh, khiến cho họ đều có thể học tập tu trì hạnh môn thanh tịnh, thường hộ niệm chúng sinh, giáo hóa chúng sinh, sinh tu nghiệp thiện nhiếp lấy tất cả căn lành. Bấy giờ Bồ Tát đem các căn lành hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh thường được vô lượng tam muội quyến thuộc. Bồ Tát thắng định tương tục không dứt, nguyện cho tất cả chúng sinh thường ưa thấy Phật đều vào trang nghiêm tam muội của chư Phật. Nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu định lực không nghĩ bàn của Bồ Tát, tự tại du hí vô lượng thần thông. Nguyện cho tất cả chúng sinh vào định như thật, được tâm không hoại. Nguyện cho tất cả chúng sinh được tam muội thâm sâu của Bồ Tát, nơi các thiền định mà được tự tại. Nguyện cho tất cả chúng sinh được tâm giải thoát, thành tựu tất cả tam muội quyến thuộc. Nguyện cho tất cả chúng sinh ở trong các thứ tam muội đều được khéo léo, đều có thể nhiếp lấy các tướng tam muội. Nguyện cho tất cả chúng sinh được thắng trí tam muội, khắp học tập các môn tam muội. Nguyện cho tất cả chúng sinh được vô ngại tam muội và sâu thiền định chọn không thối chuyển mất. Nguyện cho tất cả chúng sinh được vô trước tam muội, tâm luôn chánh thọ chẳng thủ lấy hai pháp. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí tất cả quyến thuộc trong nội cung. Lúc đó, Bồ Tát đem căn lành của Ngài tu tập bố thí quyến thuộc trong cung, hồi hướng cho chúng sinh như sau. Ngài nói, tôi nguyện cho tất cả chúng sinh luôn luôn được rất nhiều quyến thuộc, chánh định chánh thọ, tam muội thiền định tối thắng của Bồ Tát tu tập, vĩnh viễn không đoạn tuyệt. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh luôn luôn hoan hỷ thấy Phật, đồng thời cũng vào trong tam muội trang nghiêm của các Đức Phật trong chánh định. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu đại định vi diệu không thể nghĩ bàn của Bồ Tát, nhậm phận tự tại du hí mười phương cõi nước chư Phật, hiện vô lượng thần thông. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh vào trong định chân như thật tướng, được tâm kim cang không thể hoại. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh hoàn toàn đắc được chánh định thâm sâu của Bồ Tát, ở trong tứ thiền bát định mà được niềm vui thiền định tự tại, xuất định, nhập định không cần tác ý. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được tâm giải thoát không chấp trước, thành tựu các thứ tam muội, dùng tam muội chánh định làm quyến thuộc. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh ở trong vô lượng tam muội đều đắc được tam muội phương tiện khéo léo nhậm phận tự như, có thể dùng một tam muội diễn biến thành vô lượng tam muội, tất cả tam muội đều nhiếp lấy với nhau. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được tam muội trí huệ thủ thắng, học tập khắp tất cả tam muội đều đạt được môn viên dung vô ngại. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được chánh định
Viên Dung vô ngại vào trong thiền định thâm sâu, chọn không thối thất công năng thiền định đó, lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được chẳng chấp trước về tam muội không, chẳng chấp về tam muội có, tâm thường ở trong chánh định chánh thọ, chẳng thù trước pháp môn khác. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài Bồ Thí quyến thuộc trong nội cung. Bồ Tát vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh đều được quyến thuộc thanh tịnh không hoại, vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh đều được quyến thuộc Bồ Tát, vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh đều được đầy đủ Phật Pháp, vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh đầy đủ nhất thiết trí lực, vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh chứng được trí huệ vô thượng, vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh được quyến thuộc tùy thuận, vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh được người tu hành cùng chí hướng ở chung với nhau, vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh đầy đủ tất cả phước trí, vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh thành tựu căn lành thanh tịnh, vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh được quyến thuộc lương thiện, vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh thành tựu pháp thân thanh tịnh của Như Lai, vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh thành tựu biện tài thứ lớp như lý, khéo nói vô tận pháp tạng của chư Phật, vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh vĩnh viễn xả bỏ tất cả căn lành thế tục, đồng tu căn lành thanh tịnh xuất thế, vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh tịnh nghiệp viên mãn, thành tựu tất cả pháp thanh tịnh, vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh, tất cả Phật Pháp thầy đều hiện tiền, dùng pháp quang minh khắp nghiêm tịnh. Tại sao Bồ Tát đem công đức căn lành của Ngài bố thí quyến thuộc trong nội cung hồi hướng cho chúng sinh? Thứ nhất là Ngài vì chẳng vì tham đồ hư danh của thế gian. Thứ hai là chẳng tham đồ người khác cúng dường. Ngài một lòng hy vọng tất cả chúng sinh đều có thể đắc được bạn lành và quyến thuộc thanh tịnh kim cang bất hoại, lại vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được quyến thuộc của họ làm Bồ Tát bất thoái, lại vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh đều minh bạch pháp của chư Phật nói đầy đủ sự cầu pháp của họ, lại vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh thiết thực tu hành pháp môn của chư Phật nói mà thành tựu đủ thứ trí huệ thần thông lực, lại vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh chứng được trí huệ vô thượng thù thắng, trên thế gian chẳng có gì hơn được thứ trí huệ ba la mật này. Lại vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh đều được quyến thuộc, rất hòa mục, cung kính, thương yêu nhau, giúp đỡ lẫn nhau, đó đây đều tùy thuận khiêm nhường, lại vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh, tùy nơi đều có thể gặp được bạn đạo trí, đồng đạo hợp, cùng tu với nhau, quyết không gặp cảnh khổ ghét mà gặp nhau. Lại vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh đầy đủ tất cả phước đức và trí huệ, thành tựu bậc thánh nhân đầy đủ phước huệ. Lại vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh đều thành tựu đủ thứ căn lành thanh tịnh. Lại vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh đều được quyến thuộc thiện lương. Lại vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh thành tựu pháp thân thanh tịnh giống như Phật, sung mãn hư không pháp giới đồng thể với Phật. Lại vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh thành tựu biện tài chân thật, được trí huệ bốn biện tài vô ngại, khéo diễn nói đại bảo pháp tạng vô cùng vô tận của chư Phật mười phương ba đời nói, có thứ lớp ví dụ giải nói hùng biện hợp lý, khiến cho người nghe được pháp hỷ thâm sâu. Lại vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh minh bạch chẳng trồng căn lành nhân duyên thế tục, vì căn lành thế tục là hữu lậu chẳng rốt ráo, cho nên phải vĩnh viễn xả bỏ, phải tu căn lành vô lậu xuất thế, căn lành thanh tịnh hợp với chánh pháp. Lại vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh đắc được 84.000 pháp môn của chư Phật nói hiện ra trước mắt, viên mãn thành tựu, dùng trí huệ quang minh của pháp khắp trang nghiêm mười phương cõi nước, khiến cho mười phương cõi nước đều trở thành cõi thanh tịnh yên vui. Vì các nhân duyên như thế mà Bồ Tát đem căn lành của Ngài bố thí quyến thuộc trong cung hồi hướng cho tất cả chúng sinh, hy vọng chúng sinh thọ được sự lợi ích hồi hướng của Ngài, đầy đủ nguyện vọng của Ngài. Phật tử Đại Bồ Tát có thể đem vợ con thương yêu của mình để bố thí, như thuở xưa Thái tử Tu Đạt Na, Bồ Tát hiện Trang Nghiêm Vương và vô lượng các Bồ Tát khác. Các vị đệ tử của Phật Đại Bồ Tát, Ngài có thể bố thí vợ con thương yêu của mình, khó xả bỏ mà xả bỏ được, mục đích chỉ vì cầu Pháp. Cho nên nói Bồ Tát vì Pháp mà xả bỏ được, vì Pháp quên mình, Bồ Tát có thể xả bỏ vợ con thương yêu của mình, như thuở xưa Thái tử Tu Đạt Na, hiện tại như Bồ Tát hiện Trang Nghiêm Vương và còn có vô lượng các Bồ Tát khác. Các ngài chẳng phải chẳng thương yêu vợ con của các ngài mà bố thí cho người khác. Các ngài đem những gì quý báu thích nhất của mình bố thí cho người, đó mới gọi là khó xả bỏ mà xả bỏ được, có làm mà làm được, cho nên mới được gọi là Bồ Tát. Giảng về đoạn này có câu chuyện quan hệ về Thái tử Tu Đạt Na xả bỏ vợ con để cầu Pháp.
Thái tử đã là vương tử Quán Đảnh, tức sẽ là người kế vị ngôi vua, nhưng ngài rất mến mộ Phật Pháp, lại ưa thích bố thí lớn. Người hướng về ngài cầu xin bố thí chẳng biết là bao nhiêu. Chẳng những ngài đem tất cả vật chất và ngôi vua tương lai của ngài ra bố thí cho người rồi, cuối cùng chỗ ở cũng bố thí luôn. Phụ vương của ngài thấy tình hình như vậy, bèn cho ngài chiếc xe bò cũ kỹ, kêu ngài mang vợ con vào trong rừng sâu núi thẳm không người để ở. Lúc đó trời đế thích vì thấy ngài tất cả đều xả bỏ được, dẫn vợ và con cạnh bên mình, bèn nghĩ cách thử tâm xả bỏ triệt để của ngài như thế nào. Do đó bèn hóa làm một người bà la môn tướng mạo rất xấu xí, đến chỗ thái tử nói rằng: "Tôi từng nói rất nhiều diệu pháp, bất quá bây giờ tôi đói quá. Nếu ngài xả bỏ cúng vợ con của ngài cho tôi ăn, thì tôi sẽ nói pháp cho ngài nghe." Thái tử lập tức hứa khả, nhưng vợ của ngài không nhẫn tâm đưa con mình cho người ăn, bèn khóc lóc. Thái tử nói: "Lúc nàng muốn lấy tôi đã nói e rằng nàng sẽ cản trở tâm cầu pháp của tôi, cho nên tôi không muốn cưới nàng. Về sau nàng đã phát nguyện không cản trở tôi, và còn nguyện trợ giúp cho tôi tu đạo. Lúc đó nàng đã từng nói bài kệ, chẳng lẽ nàng đã quên rồi sao? Chẳng phải nàng đã nói: vô lượng kiếp đầu đội, núi kim cang rộng lớn, nếu thương mà nạp nhận, tôi cam chịu khổ này. Vô lượng biển sinh tử, đem thịt thân tôi thí, ngài được nơi pháp vương, nguyện tôi cũng được thế, nếu thương nạp nhận tôi, làm chủ thân của tôi, đời đời hành bố thí, nguyện thường đem tôi thí." Thái tử nói xong cũng sinh tâm hoan hỉ, bèn dẫn con đưa cho bà La Môn ăn. Sau đó bà La Môn nói với thái tử rằng: "Tất cả hành vô thường, sinh ra đều có khổ, năm ấm không vô tướng, chẳng có ta của ta." Thái tử nghe rồi rất hoan hỉ vô cùng, chẳng có gì hối tiếc, bèn biên chép bài kệ này lưu truyền cho đời sau này. Lúc đó trời đế thích biết tâm cầu pháp của thái tử kiên cố như thế rất thán phục, bèn vọt thân lên hư không, hiện ra thân phận của mình rất cung kính nói với thái tử rằng: "Ngài chân thật là bậc tu hành, tương lai nhất định sẽ thành quả Phật." Nói xong ẩn thân chẳng còn thấy nữa. Lúc đó thái tử phát hiện vợ con vẫn đang ở bên cạnh ngài. Một người tu hành thường phải thọ sự khảo nghiệm của chư thiên Bồ Tát hoặc Phật, nhất là trong lúc nghịch cảnh, xem bạn có chân tâm thành ý tu hành chăng. Người đó, do đó người tu hành nhất định phải có ý chí kiên cường, bằng không thì chẳng vượt qua đoạn sự khảo nghiệm thì sẽ đọa lạc hoặc sinh tâm thối chuyển. Bấy giờ Bồ Tát nương tâm cầu nhất thiết chí đủ tất cả sự bố thí. Tịnh tu bố thí của Bồ Tát đạo, tâm ngài thanh tịnh, chẳng có sự hối tiếc, xả bỏ hết tài sự chân quý của mình để cầu nhất thiết chí, khiến cho các chúng sinh trí nguyện thanh tịnh thâm sâu, thành tiểu hạnh Bồ Đề, quán Bồ Tát đạo, niệm Phật Bồ Đề, trụ nơi giống tánh Phật. Lúc đó toàn tâm toàn ý của Bồ Tát ôm hoài bão chứng được nhất thiết trí huệ, tu hành các sự bố thí, truyền tâm nhất trí tu hành pháp thanh tịnh của Bồ Tát tu, tâm của ngài thanh tịnh, chưa từng sinh tâm hối tiếc mà ngừng nghiệp thiện bố thí. Bồ Tát bố thí chẳng phải ngài đem vật chất dư thừa bố thí cho người, cũng chẳng phải đem những gì mình không thích bố thí cho người, càng chẳng phải đem những vật hư hoại bố thí cho người, mà là đem hết tất cả những vật chân quý nhất để bố thí cho người, vì ngài cầu đắc được nhất thiết trí. Tư tưởng của ngài khác với tư tưởng của phàm phu là tại chỗ này. Sự truy cầu của phàm phu là vật chất có hình tướng vô thường không thật, sự cầu của Bồ Tát là trí cao vô thượng, trí huệ vĩnh hằng và Phật pháp thâm sâu vi diệu. Bồ Tát cầu nhất thiết trí chẳng chỉ vì lợi mình, ngài hy vọng chúng sinh đắc được sự lợi ích hồi hướng của ngài, đồng thời cũng sinh tâm thành tịnh, tin sâu tất cả chánh pháp của chư Phật nói, lập chí lớn, phát nguyện lớn, lấy pháp làm niềm vui, hoan hỷ hành bố thí, xin tu lục độ, thành tựu hạnh môn Bồ Đề giác đạo, quán sát Bồ Tát tu Phật đạo đại thừa, thường thường nghĩ nhớ Bồ Đề giác đạo, chánh đẳng chánh giác của chư Phật tu chứng, an trụ trong giống tánh của Phật, vĩnh viễn không thối thất, được Phật gia bị. Đại Bồ Tát thành tựu tâm bố thí như vậy rồi, quyết định chí cầu thân của Như Lai, tự quán thân mình hệ thuộc tất cả, chẳng được tự tại. Lại dùng thân của ngài nhiếp khắp chúng sinh giống như cõi châu báu, bố thí tất cả. Ai chưa đầy đủ thì khiến cho họ được đầy đủ. Bồ Tát hộ niệm chúng sinh như thế, muốn khiến cho thân mình làm tháp bậc nhất, khắp khiến cho tất cả chúng sinh hoan hỷ. Muốn nơi thế gian sinh tâm bình đẳng, muốn vì chúng sinh làm hồ mát mẻ, muốn ban cho chúng sinh tất cả sự an lạc, muốn vì chúng sinh làm đại thí chủ,
trí huệ, tự tại, biết rõ hạnh của Bồ Tát tu hành, mà có thể đại thệ cho nghiêm như thế, hướng về nhất thiết trí, nguyện thành tựu ruộng phước trí huệ vô thượng, khắp nhớ nghĩ chúng sinh thường theo bảo hộ mà có thể thành tựu thân mình lợi ích trí huệ quang minh chiếu khắp thế gian, thường xuyên nghĩ nhớ tâm bố thí của Bồ Tát, luôn ưa thích quan sát cảnh giới của Như Lai. Đại Bồ Tát thành tựu tâm bố thí như đã nói ở trên rồi, Ngài quyết định lập chí trên cầu Phật đạo, muốn được pháp thân giống như Phật. Ngài lại quan sát thân thể của mình trong vô hình bị rất nhiều trần lao ràng buộc không thể đắc được tự tại. Ví như nóng lạnh, đói khát đều không thể tự chủ được. Vì thích ứng sinh tồn nên phải thay đổi thân thể. Tuy nhiên cảm thấy xác thân này hệ lụy, nhưng không nhờ xác thân này để tu chân thì không thể nào thành tựu đạo nghiệp. Cho nên phải nhiếp hóa khắp chúng sinh, vẫn còn phải dùng thân thể này. Ví dụ, thân thể này giống như cõi châu báu, có các châu báu ẩn tàng thâm sâu, có thể sinh sản ra các thứ báu vật, đem những báu vật đó làm bố thí lớn, khiến cho những chúng sinh nghèo khổ đều được đầy đủ nhu cầu của họ, khiến cho họ đều có đời sống an ổn vui vẻ. Bồ Tát thường hộ niệm chúng sinh như vậy, chẳng xả bỏ chúng sinh, do đó Ngài hy vọng mình trở thành tháp báu bậc nhất trong thế gian, khóc khiến cho tất cả chúng sinh thấy được Ngài, đều sinh tâm đại hoan hỷ. Lại cảm thấy mình đối với tất cả chúng sinh trong thế gian phải đối đãi bình đẳng, không có tâm phân biệt thương ghét. Lại cảm thấy mình phải làm hồ mát mẻ cho tất cả chúng sinh, có thể tắm rửa tẩy trừ hết những bụi bặm và phiền não của họ. Lại hy vọng có thể ban cho chúng sinh tất cả sự an lạc. Lại nghĩ đến phải làm đại thí chủ của chúng sinh, khắp bố thí cho họ những đồ vật họ cần dùng, họ thích nhất và pháp ích vô thượng, hết thảy trí huệ của Bồ Tát nhậm phận tự như. Vì Ngài đã thấu triệt quán thông tất cả hạnh môn của Bồ Tát tu, đều đã viên dùng vô ngại, mà còn phát thệ nguyện lớn độ tất cả chúng sinh thoát khỏi biển khổ, dùng nguyện lớn đó trang nghiêm cõi Phật, trang nghiêm pháp thân của mình. Mục tiêu của Ngài là hướng về nhất thiết trí huệ thành Phật, muốn mình trở thành ruộng phước trí huệ vô thượng của chúng sinh, khắp thương xót nghĩ đến tất cả chúng sinh, tùy thời tùy lúc hộ trì họ, chẳng khiến cho họ thọ tai nạn sợ hãi. Tuy nhiên Bồ Tát không lúc nào chẳng lợi ích chúng sinh mà khổ nhọc, nhưng Ngài chẳng bỏ sự tu trì của mình. Ngài làm việc lợi người lợi mình rồi. Đại trí huệ quang minh của Ngài chiếu khắp mười phương thế giới, Ngài thường nghĩ nhớ không quên là làm một vị đại Bồ Tát phải có tâm bố thí. Vì bố thí là đứng đầu trong lục độ ba la mật. Bồ Tát có thể viên mãn rốt ráo bố thí độ, thì năm độ kia nhất định cũng sẽ viên mãn đầy đủ. Khi nào Bồ Tát làm việc đều lấy trí huệ làm đầu, chẳng giống như phàm phu chúng ta dùng ý làm việc. Dùng ý làm việc tức là tư tưởng ngu si, hành vi điên đảo. Do đó Bồ Tát thường xuyên nghĩ nhớ tâm bố thí để đừng mất đi căn lành bố thí. Bồ Tát cũng thường hoan hỷ tinh tọa, ngồi suy ngẫm cảnh giới của chư Phật, quán tưởng cõi thường tịch quang tịnh độ của chư Phật đang ở. Phật tử đại Bồ Tát dùng tâm không ràng buộc, không chấp trước bố thí vợ con, căn lành tu tập được hồi hướng như vậy. Nguyện cho tất cả chúng sinh trụ nơi Phật Bồ Đề, khởi thân biến hóa khắp cùng pháp giới, truyền bánh xe pháp bất thoái. Nguyện cho tất cả chúng sinh được thân vô trước, nguyện lực đi khắp tất cả cõi Phật. Nguyện cho tất cả chúng sinh xả bỏ tâm thương ghét, dứt sạch kết tập tham sân. Nguyện cho tất cả chúng sinh làm đệ tử Phật, theo Phật tu hành. Nguyện cho tất cả chúng sinh ở chỗ chư Phật sinh tâm như chính nhà mình, không thể trả hoại. Nguyện cho tất cả chúng sinh thường làm con Phật, từ pháp hóa sinh. Nguyện cho tất cả chúng sinh được nơi rốt ráo thành tựu trí huệ tự tại của Như Lai. Nguyện cho tất cả chúng sinh chứng Phật Bồ Đề, vĩnh viễn lìa phiền não. Nguyện cho tất cả chúng sinh diễn nói đầy đủ đạo Phật Bồ Đề, thường thích tu hành pháp thí vô thượng. Nguyện cho tất cả chúng sinh được tâm chánh định, chẳng bị tất cả các duyên phá hoại. Nguyện cho tất cả chúng sinh ngồi cội Bồ Đề, thành tối chánh giác, khai thị vô lượng các thiện nam nữ từ pháp hóa sinh. Đó là hồi hướng căn lành của đại Bồ Tát khi Ngài bố thí vợ con, vì muốn khiến cho chúng sinh đều chứng được trí huệ vô trước, giải thoát vô ngại. Các vị đệ tử của Phật đại Bồ Tát, Ngài dùng tâm chẳng ràng buộc, chẳng chấp trước, tâm giải thoát chân chánh, buông xả tự tại, bố thí vợ và con của Ngài cho người xin, căn lành tu tập được vì chúng sinh mà hồi hướng như vậy. Ngài nói, tôi nguyện cho tất cả chúng sinh an trụ nơi Bồ Đề giác đạo của Phật, đắc được ý sinh thân, ngàn biến vạn hóa, du hành khắp mười phương thế giới, truyền bánh xe pháp bất thoái, hoằng dương chánh pháp, giáo hóa chúng sinh,
đại nguyện cho tất cả chúng sinh được thân trí huệ vô trước, ôm hoài bão đại nguyện lực đã phát ra đến mười phương cõi nước chư Phật, gần gũi chư Phật, cúng dường lễ bái chư Phật, đại nguyện cho tất cả chúng sinh xả bỏ tâm tình ái và thương ghét quá khứ. Vì ái dục là chủ nhân khiến cho chúng sinh trầm luân trong dòng sinh tử vô lượng kiếp, thường ghét che lấp tâm trí vốn có, ràng buộc con người đi vào đường ác, điên đảo thị phi, tạo nghiệp ác. Nếu như xả bỏ được hai thứ tâm này thì có thể dứt trừ được cái tập tham luyến, thoát khỏi biển khổ, nhập vào dòng pháp tánh. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều quy y Phật, làm đệ tử của Phật, theo chư Phật tu hành, học phương pháp của Phật tu hành, học hạnh của Phật, học từ bi của Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh ở tại đạo tràng của Phật giống như ở nhà mình, giống như nương ở nhà của cha mẹ mình, trong tâm chẳng có trở ngại, cũng chẳng bị dị luận ngoại đạo làm giao cảm. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh thường làm trường tử của chư Phật, như tụng Phật khẩu sinh, tụng pháp hóa sinh. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được nơi quy y chân thật, thành tựu trí huệ tự tại giống như Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh tu Bồ Đề giác đạo Phật quả, giống như chư Phật đã chứng được, vĩnh viễn xa lìa vô minh phiền não. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đầy đủ bốn biện tài vô ngại, diễn nói Bồ Đề giác đạo của Phật nói, thường thường ưa thích tu hành pháp môn bố thí vô thượng. Trong pháp môn bố thí thì bố thí pháp là trên hết, bố thí tài là giúp đỡ người của cải thiện đời sống, bố thí pháp là tiếp nối huệ mạng, cho nên bố thí pháp là trên hết. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được tâm chánh định, đối với bất cứ việc gì cũng đều có sự nhận thức chánh quyết, có tông chỉ nhất định không thay đổi. Bồ Tát hy vọng chúng sinh có tâm chánh định thì sẽ không bị những duyên bên ngoài phá hoại sự thành tựu chánh đáng. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh ngồi dưới cội Bồ Đề thành chánh đẳng chánh giác, chứng được quả vị Phật, sau đó truyền bánh xe pháp, khai thị vô lượng chánh pháp giáo hóa chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh thọ được sự lợi ích của chánh pháp, đều trở thành người hoàn mỹ nhất tại đức kiêm toàn. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí vợ con, vì muốn khiến cho mỗi chúng sinh đều có thể chứng được đại trí huệ, chẳng có chướng ngại, chân chánh giải thoát. Phật tử, Đại Bồ Tát trang nghiêm nhà cửa phòng xá và các đồ tư sanh, tùy theo người cầu xin, tất cả đều bố thí cho hết, thực hành bố thí pháp, chẳng chấp trước về nhà cửa, xa lìa tất cả quan niệm nhà ở, nhàm chán gia nghiệp, đồ tư sanh, chẳng tham, không thích, không bị tâm ràng buộc, biết nhà dễ hư hoại, tâm luôn nhàm lìa, đều chẳng có sự ưa thích, song muốn xuất gia tu hành Bồ Tát dùng các Phật pháp mà tự trang nghiêm chính mình, tất cả đều xả bỏ trong tâm chẳng hối tiếc, thường được chư Phật khen ngợi, nhà cửa tài vật tùy theo chỗ có đều bố thí cho hết, thấy người đến xin sinh tâm vui mừng. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát Ngài sửa sang nhà cửa cho thật đẹp cùng với đủ thứ vật cần dùng. Nếu có người đến cầu xin thì Bồ Tát chẳng do dự, lập tức đem bố thí tặng cho họ. Bồ Tát tu pháp môn bố thí đối với tất cả gia đình, Ngài chẳng có tâm chấp trước, trong tâm của Ngài sớm đã lìa quan niệm gia tộc. Ngài minh bạch nhà vốn là không, do nhân duyên hòa hợp mà thành, duyên hết thì sẽ phân tán, có gì mà chấp trước. Ngài vốn nhàm chán hết thảy động sản và bất động sản trong nhà, cùng với những đồ vật tư sanh. Trong đời sống hàng ngày, Ngài chẳng tham hưởng thụ quần áo đẹp, thức ăn ngon, năm dục, cho nên tâm của Ngài chẳng bị những vật chất đó ràng buộc. Ngài biết nhà cuối cùng cũng sẽ tàn hoại, chẳng tồn tại vĩnh viễn, cho nên tâm của Ngài đối với quan niệm gia đình rất là đạm bạc, luôn luôn đều muốn xả bỏ nhà thế tục, xuất gia tu đạo, cầu thoát khỏi nhà ba cõi. Bồ Tát nhìn xuyên thủng tất cả, buông xả tất cả, vì không bị gia đình bức bách, cho nên Bồ Tát chỉ cầu thoát khỏi nhà thế tục, tu học theo hạnh Bồ Tát, dùng 84.000 pháp môn của chư Phật nói tu tập mà chứng được đạo quả Bồ Đề để trang nghiêm thân mình, xả bỏ hết vật chất bên ngoài thân, chẳng sinh tâm hối tiếc. Tác phong như thế của Bồ Tát luôn luôn được mười phương chư Phật tán thán khen ngợi. Lành thay thiện nam tử, ông thật tinh tấn, phát tâm đại Bồ Đề như thế, làm việc mà người khác không làm được, xả bỏ nhà cửa vật chất mà người khác không thể xả bỏ được, tất cả hết thảy đều bố thí cho người khác mà chẳng hối tiếc, chẳng lưu luyến, chẳng chấp trước, thật là đáng quý. Bồ Tát thấy có người đến cầu xin, trong tâm rất hoan hỉ vô cùng, vui mừng có cơ hội thực hành đại bố thí.
Bây giờ Bồ Tát đem căn lành hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh xả lìa vợ con thành tựu niềm vui xuất gia bậc nhất, nguyện cho tất cả chúng sinh giải thoát khỏi nhà ràng buộc, vào nhà giải thoát ở trong các Phật pháp tu hành phạm hạnh, nguyện cho tất cả chúng sinh xả bỏ bòn sèn ưa thích bố thí, tất cả tâm chẳng thối chuyển, nguyện cho tất cả chúng sinh vĩnh viễn lìa nghiệp nhà, ít dục biết đủ, không cất giấu của cải, nguyện cho tất cả chúng sinh thoát khỏi nhà thế tục, trụ nhà Như Lai, nguyện cho tất cả chúng sinh được pháp vô ngại, diệt trừ tất cả sự chướng ngại, nguyện cho tất cả chúng sinh lìa sự luyến ái quyến thuộc gia đình, tuy hiện ở nhà mà tâm chẳng chấp trước, nguyện cho tất cả chúng sinh khéo hóa dụ, không lìa nghiệp nhà mà nói trí huệ của Phật, nguyện cho tất cả chúng sinh thân hiện tại gia tâm thường tùy thuận Phật trí mà trụ, nguyện cho tất cả chúng sinh ở tại gia mà trụ nơi nhà Phật, khắp khiến cho vô lượng vô biên chúng sinh phát tâm hoan hỷ. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí nhà cửa, vì muốn khiến cho chúng sinh thành tựu đủ thứ hạnh huyện thần thông trí huệ của Bồ Tát. Đại Bồ Tát tu hạnh bố thí, lúc đó lại đem căn lành tu tập bố thí nhà cửa, vì chúng sinh mà hồi hướng như vậy. Ngài nói, tôi nguyện cho tất cả chúng sinh quyết tâm xả lìa tự cầu giải thoát, đi tu học phạm hạnh Bồ Tát đạo, thành tựu tự tại an lạc của sự xuất gia. Xuất gia là việc không dễ dàng, chẳng phải cầu cạo đầu xong mặc y cà sa vào, nói mấy câu đạo lý nghe hay lỗ tai, ngồi đó nhắm mắt tham thiền. Đó chỉ là người xuất gia mặc y Phật, ăn cơm Phật, biểu diễn mà thôi. Nếu có thể lời nói hành động hợp nhất, từ bi bình đẳng đãi người tiếp vật, trước người sau người chẳng trái với chánh đạo, thì đó mới là bổn phận của một người xuất gia. Người xuất gia có ba loại: một, thân xuất gia, tâm không xuất gia; hai, tâm xuất gia, thân chưa xuất gia; ba, thân tâm đều đã xuất gia. Nhà xuất gia có ba trình độ khác nhau, xem người công phu tu trì mà định. Một, xuất thế tục gia, ra khỏi nhà thế tục, đây là tứ bốn chúng đệ tử tỳ kheo, tỳ kheo ni, sa di, sa di ni. Hai, xuất phiền não gia, ra khỏi nhà phiền não. Xuất gia rồi mỗi người tự tu trì tiến tới, chỉ có mình biết, bất quá nói năng hành động của người này, người khác cũng có thể nhìn thấy được. Tập khí mau bệnh của một người xuất gia ngày càng giảm bớt, thì biểu hiện tham sân si ngày càng tiêu diệt. Cổ đức có nói, vô minh phần phần phá, pháp thân phần phần chứng. Nghĩa là phá từng phần vô minh, chứng từng phần pháp thân. Vị xuất gia đó đang nỗ lực thoát khỏi nhà vô minh phiền não, hướng đi tới đại đạo Bồ Đề. 3. Xuất tam giới gia, ra khỏi nhà ba cõi. Đây tức là người đã xuất gia mà vẫn còn chìm đắm trong tại gia, khai thị tổ hợp gia tộc, đều do nhân duyên thành tựu, không cần quá chấp trước. Họ dẫn dụng nhân sinh đạo lý, đại trí huệ của Phật nói, chỉ dẫn những kẻ mê lầm, khiến cho họ không đi nhà thế tục, mà cũng tín ngưỡng Phật Pháp, tu học Phật Pháp, minh bạch Phật Pháp, không bị nhà thế tục trói buộc, lại nguyện cho tất cả chúng sinh. Tuy nhiên hiện thân ở trong nhà thế tục, mà tâm tùy thuận trí huệ của chư Phật, tu hành biện đạo an trụ chẳng động, lại nguyện cho tất cả chúng sinh. Tuy nhiên hiện tại chẳng có xuất gia, vẫn là cư sĩ tại gia, nhưng tâm nguyện của họ đã trụ nơi địa vị của Phật, có thể khắp khiến cho vô lượng vô biên chúng sinh phát tâm, phát sinh tâm hoan hỷ. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí nhà cửa, vì muốn khiến cho chúng sinh thành tựu đủ thứ đại nguyện và pháp môn tu hành như Bồ Tát và thần thông trí huệ nhậm vận tự tại. Phật tử, Đại Bồ Tát bố thí đủ thứ vườn rừng đình đài nơi trang nghiêm du hí khoái lạc, bèn nghĩ như vậy, tôi sẽ vì tất cả chúng sinh làm vườn rừng tốt. Tôi sẽ vì tất cả chúng sinh thể hiện pháp vui, tôi sẽ bố thí cho tất cả chúng sinh ý hoan hỷ, tôi sẽ bày cho tất cả chúng sinh vô biên sự vui mừng, tôi sẽ bố thí cho tất cả chúng sinh pháp môn khai tịnh, tôi sẽ khiến cho tất cả chúng sinh phát tâm hoan hỷ, tôi sẽ khiến cho tất cả chúng sinh được Phật Bồ Đề, tôi sẽ khiến cho tất cả chúng sinh thành tựu viên mãn nguyện lớn, tôi sẽ ở nơi chúng sinh giống như cha mẹ, tôi sẽ khiến cho tất cả chúng sinh được trí huệ quán sát. Tôi sẽ bố thí cho tất cả chúng sinh đổ Phật tư sanh. Tôi sẽ ở nơi tất cả chúng sinh giống như cha lành, sinh trưởng tất cả căn lành nguyện lớn. Các vị đệ tử của Phật,
Đại Bồ Tát lại nguyện cho tất cả chúng sinh giải thoát khỏi sự ràng buộc gia đình, nhập vào gia đình của chư Phật, tu học pháp môn của chư Phật, nói: xin tu phạm hạnh thanh tịnh, lại nguyện cho tất cả chúng sinh trừ khử sạch tâm tham sân si, chuyển biến thành tâm hỷ xả hoan hỷ bố thí, ưa thí xả hết thảy vật chất, vĩnh viễn chẳng sinh tâm thối chuyển. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh vĩnh viễn được khỏi quan niệm gia đình thế tục, thăng quan phát tài, dương danh hiển thân, chuyển tông tiếp đại, vân vân. Càng không muốn tham đồ bất nghĩa, cất giấu châu báu. Những việc đó đều là gốc mầm tạo nghiệp mang họa. Cổ nhân có nói: đa tàng tất hậu vong. Lại nói: thân biên vô ái vật, tự vô phiền não sinh. Nghĩa là mình chẳng có vật thương tiếc thì chẳng có phiền não gì sinh ra. Cổ nhân nói không sai chút nào, chung quanh mình thương tiếc vật gì nhiều thì phiền não ràng buộc không ngừng. Đó cũng là thương tiếc vật gì thì cũng xả bỏ không được, chết đi chẳng nhắm mắt đặng, cuối cùng vẫn là hai bàn tay trắng ra đi. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh sớm thoát khỏi phiền não ràng buộc của nhà thế tục, để học Phật Pháp, tu học hạnh thanh tịnh, tương lai trụ ở trong nhà của Phật, ở với Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được Pháp rốt ráo viên dung vô ngại, diệt trừ sạch tất cả pháp ô nhiễm chướng ngại người khác, thanh tịnh tự tại. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh để khỏi tình ái trong gia đình. Tuy nhiên hiện là thân Phật tại gia, nhưng trong tâm chẳng chấp trước luyến ái về gia đình. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh khéo làm vườn hoa lớn nhỏ, rừng cây danh quý, thiết kế lầu các tinh xảo mỹ lệ, đình đài nhà ca hát nhảy múa, nơi nơi đều trang trí rất là đẹp đẽ, trần thiết cũng trang nghiêm, thật là tận thiện tận mỹ, khiến cho mọi người vui chơi mà quên về. Bồ Tát bố thí những nơi cao cấp như vậy cho chúng sinh, Ngài vẫn cảm thấy chưa đủ. Do đó trong tâm Ngài nghĩ, bản thân tôi phải là một vườn rừng đẹp cho chúng sinh, để cho chúng sinh học từ hành vi của tôi mà được hoàn thành nhân cách kiện toàn. Tôi phải vì chúng sinh dùng thân làm khuôn phép, thị hiện đời người chánh quyết bất chánh đạo, khiến cho chúng sinh biết lấy pháp làm vui mới là chân chánh an lạc. Tôi phải tùy thời bố thí cho tất cả chúng sinh tâm ý hoan hỷ. Tôi phải chỉ dẫn chúng sinh như thế nào để truy cầu vô biên vô tận hoan hỷ an lạc. Tôi phải đối với tất cả chúng sinh khai thị diễn nói đủ thứ pháp môn thanh tịnh. Tôi phải khiến cho tất cả chúng sinh tùy thời đều tự tại phát sinh tâm hoan hỷ. Tôi phải khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được quả bồ đề giác đạo của Phật. Tôi phải khiến cho tất cả chúng sinh đều có thể viên mãn thành tựu nguyện lớn của họ đã phát. Tôi phải đối với tất cả chúng sinh như là người cha tử ái của họ. Tôi phải giáo hóa tất cả chúng sinh, khiến cho họ đều khai mở đại trí huệ, dùng mắt trí huệ để quan sát tất cả nhân duyên thiện ác thị phi, tuần hoàn nghiệp báo trên thế gian. Tôi phải bố thí cho tất cả chúng sinh vật chất nuôi dưỡng sinh mạng, dưỡng lớn Phật Pháp huệ mạng. Tôi phải đối với tất cả chúng sinh giống như mẹ hiền của họ, bồi dưỡng họ sinh trưởng các thứ căn lành, hướng dẫn họ phát tâm nguyện lớn, gieo trồng hạt giống bồ đề.